Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Làm ta sếp bị té. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. À không, không cần gặp lại đâu. Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và cũng xin chân thành cảm ơn nước mắm Color Man đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta mà phải có những giây phút thư giãn để ăn, để nghỉ ngơi và để thưởng thức âm nhạc cũng như xem hài để vui vẻ cuộc sống, để thêm phần thú vị. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến đây những nghệ sĩ, thưa quý vị, là rất hài hước. Còn hài hước như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ biết. Và sau đây là sự xuất hiện của hai đội, xin mời. Ở đây ai nhảy cũng dễ thương hết, chỉ có mình Bánh Bèo rồi nhảy không dễ thương. Trời ơi, con kia khổ quá. Không khổ bằng con em đâu. Con em nó sắp bẹt ra đến nơi. Hôm nay mình giải thoát cho tụi nó đi nha. Dạ. Giải thoát nha. Ok rồi. Rồi, giải thoát. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chúng tôi đón một đoàn khách đến bộ tập vui vẻ của chúng tôi. Là màu sắc là thấy vui rồi. Mà vui vẻ là bộ tập chúng tôi có quy định, một cái quy định chung. Tức là chúng ta nói chuyện phải tạo ra niềm vui. Ai nói chuyện không bắt cười đuổi về. Nói vậy là team mình là không nói luôn đó. Không, phải nói. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên bàn ghế của bộ tập. Xin mời. Ngày hôm nay, thưa các anh chị, chúng tôi chào đón các anh chị đến với bộ tập vui vẻ của chúng tôi. Nơi đây có những niềm vui từ việc nấu ăn, những món ăn ngon và những câu chuyện thú vị. Đó. Và đặc biệt ngày hôm nay có một chủ đề vô cùng đặc biệt về món ăn. Xin mời. Nhìn đây. Đó chính là màu sắc. Đến thấy bộ nào cái tên là vi diệu đấy. Đã ai từng ăn món ăn gì mà màu sắc là mình nhớ tới bây giờ không? Cái phở cuốn à. Cái phở cuốn màu sắc kìa à. Nuôi màu sắc nữa à. Phở có rất nhiều màu đúng không? Dạ đúng rồi. Phở cuốn nhiều màu. Dạ. Với lại mấy cái xôi á anh. Xôi, ví dụ như xôi gì? Xôi gất nè. Xôi gất là làm từ gì? Dạ, trái gất à. Rồi gì nữa nè? Có cái xôi bảy màu nữa anh. Xôi bảy màu. Xôi lá dứa, xôi lá dứa. Xôi lá dứa, làm từ... Lá dứa. Ôi, con bé thật là lòng mình. Xôi xéo làm từ lá gì? Xôi lá xéo. Xéo à. Không phải, xôi xéo là từ nghệ. À, nghệ hả? Ừ, cái màu vàng là từ nghệ đúng không? Mỡ gà đó mà. Ở đây ai nấu ăn giỏi nhất, giơ tay nào? Gì à? Kiểu là... Ý là... Xôi xem có ai là không? Không hề nấu ăn giỏi, là phải đặt tay sụp dưới. Ai không biết ăn giơ tay nào? Cũng biết nấu ăn giỏi đâu á. Biết chút chút. Ai biết nấu ăn nào? Kiểu rơi à. Em ơi, thật ra em biết nấu cũng xương xương à. Nhưng mà cũng đủ ăn, ok là lấy chồng được rồi. Em biết luộc rau với chiên trứng, nấu mì rồi là cũng biết nấu ăn rồi đúng không anh? Em là nằm trong cái thể loại mà hiện nay là rất nhiều người mà chưa có bồ đó. Em là giỏi nhất cái món là thịt nướng bóng đêm ạ. Wow. Nướng xong là đen xì cái miếng thịt luôn, là ai ăn thấy ngon ạ. Dạ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề là những món ăn màu sắc. Chúng ta từng ăn nhiều món ăn mà chỉ có một màu đen chưa? Rồi ạ, bánh gai. Có màu xanh nữa, có màu vàng nữa. Màu vàng của nhân á, nhân đậu xanh á. Đúng. Nếu mà đồ ăn đậu đen thì mì tương đen hả? Có một món bánh chưng đen của người Tây Bắc. Vâng đúng rồi. Bánh trung thu than tre. Màu gì, ăn món gì màu đỏ rồi? Tre đậu đỏ. Xôi gớt. Dạ, xôi gớt. Ngày hôm nay mỗi vòng chúng ta sẽ ăn món ăn mỗi màu khác nhau. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi xem thực đơn của vòng đầu tiên là những món ngon như thế nào. Xin mời. Bao nhiêu đại tiệc cùng tộc trưởng đã trôi qua, hầu như các khách mời và tộc trưởng đều có hai điều trăn trở, đó là ăn sao để không mập và ăn sao để không bị nhàm chán. Vấn đề ăn sao để không mập thì có một biện pháp rất tốt, đó là ăn nhưng đừng nuốt. Còn về ăn sao để không nhàm chán thì hôm nay chúng ta hãy thử nấu ăn theo một màu sắc nhất định xem có cảm thấy thú vị không nha. Thử thách 1, nấu toàn các món ăn màu đỏ. Xin mời người tiếp nhận thử thách, anh Phong,
đầu bếp nhà hàng Hầm Rượu Thằng Bơm. Wow, người gì đâu mà dễ thương quá không biết nữa. Nhìn là biết đây là một người đàn ông vừa lãng mạn vừa nấu ăn ngon rồi. Cất dù đi, rồi bắt tay vào nấu ăn ngay thôi anh nha. Món đầu tiên xuất hiện trong thực đơn của vòng 1 này chính là món cua sốt Singapore. Cua sau khi được bắt ở biển Cà Mau lên thì được mang đi sơ chế, sau đó cắt đôi ra. Tiếp đến, phủ chút bột bắp lên mình cua, rồi đem thả vào chảo dầu cho cua bơi. Đến khi cua chín thì vớt ra. Tiếp tục chế biến sốt Singapore bằng cách phi thơm hành tím, cho sốt ớt vào, rồi đảo đều lên cho sôi. Bỏ tiếp cua đã chiên vào đảo cho thấm đều. Rồi gấp những miếng thân cua xếp thành con cua. Xếp thành con cua nha. Chị dễ thương ha. Chị duyên dáng dễ sợ. Tiếp đến đập một quả trứng gà, đánh đều lên, thêm một chút dầu điều vào đánh tiếp. Sau đó đổ vào phần sốt vẫn còn dư khi nãy, đảo đều lên cho chín. Rồi rưới sốt thơm béo này lên những chút cua nữa là xong rồi. À quên, chưa xong được, phải chiên thêm vài cái bánh bao ăn kèm nữa mới đủ bộ. Sốt cua Singapore béo béo, cay cay, hòa quyện vào thịt cua ngọt thơm, vỏ cua giòn tan, nhai kêu rồm rộp luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Tiếp theo danh sách món ăn màu đỏ của hôm nay là món ức ngỗng xông khói. Đầu tiên, hãy cắt hành tím và hành tây. Cho một chút dầu vào chảo rồi phi thơm hành tím. Cho tiếp hành tây vào, đảo đều. Thêm nước dừa, tương ớt Colorman cùng dầu điều vào, đảo đều lên. Cho thêm tiêu, muối, dầu hào, cho vừa ăn nữa là đã xong phần sốt rồi. Bước tiếp theo là mang ức ngỗng xông khói đi chiên cho da đỏ giòn. Vớt ra rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Rưới sốt đặc chế lên trên là đã có thể thưởng thức ngay được rồi. Chào ơi, nhìn mới hấp dẫn làm sao. Miếng thịt ngỗng ngọt thịt, giòn da, kèm thêm nước sốt đậm đà. Một mình ức ngỗng xông khói, chấp hết. Các món còn lại. Món thứ ba là món nguyên cái giò heo muối kim chi. Giò heo sau khi được làm sạch thì anh đầu bếp sẽ lóc hết xương đi, lộn ngược da vào bên trong. Tiếp đến cho tỏi băm, rau ngò, lá quế, hoa hồi, bột cà ri, hạt nêm, đường và nước mắm Colorman lên giò heo. Trộn đều, massage cho thấm gia vị. Heo massage. Tiếp đến, lộn ngược giò heo lại như cũ, bọc giấy bạc rồi đem đi hấp khoảng chừng 2.700 giây là giò heo sẽ đủ chín. Để cho giò heo nguội rồi đem đi chiên. Tưới đều dầu lên cho lớp da thật đỏ giòn. Tiếp đến, chỉ cần cắt thành từng miếng vừa ăn. Có thể ăn kèm chung với kim chi và các loại rau củ muối chua. Thử gắp một miếng ăn ngay cho nóng nào. Ôi, miếng này có cái móng không à? Không ăn đâu. Gắp miếng giò heo đầy thịt ăn cho nó đã. Chấm với nước chấm mayonnaise. Ngoam ngoam ngoam. Dứt thêm một miếng kim chi nữa là ôi thôi. Vị giác được thỏa mãn như bay lên thiên đình. Ngon quá sáng ngon lương tộc trưởng ơi. Món tiếp theo là món xôi gất bồ câu. Để làm được món xôi bồ câu thì các bạn phải cần có bồ câu và xôi gất. Còn cách chế biến thì bồ câu sau khi được làm sạch thì sẽ được cắt riêng đầu, cánh và chân, băm nhuyễn phần thịt thân bồ câu. Tiếp đến phi thơm hành tím. Bỏ thịt bồ câu vào xào chung. Ơ, à, anh đầu bếp ơi, anh bỏ quên nhúm thịt rồi kìa. Quý khán giả nhớ đừng như anh đầu bếp nha, lãng phí lắm. Tiếp tục xào cho thịt săn lại, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Sau đó chiên đầu, cánh, chân bồ câu cho chín đỏ rồi vớt ra. Trộn thịt và xôi cho hòa quyện vào nhau.
rồi bỏ tất cả vào một nửa hình cầu rỗng được làm bằng xôi gấc chiên. Bình thường, anh đầu bếp sẽ dùng xôi thường, nhưng do chủ đề màu đỏ nên anh đầu bếp đã cho thêm gấc vào để tạo màu. Một tràng pháo tay cho anh đầu bếp nào! Úp ngược lại, rồi lắp thêm đầu cổ cánh vào. Trông đẹp quá đúng không? Nhưng mà con bồ câu này mập quá, nứt hết cả da ra rồi. Xin mời tộc trưởng và khách mời, mỗi người một miếng xôi bồ câu, ngon từ thịt, ngọt từ xôi này nha. Wow, đó là những món ăn về màu đỏ, nhưng mà thiếu một món nữa, lát nữa sẽ tặng riêng cho bạn nữ nào xinh xắn nhất của chương trình. Wow. Ủa gì? Thì bạn nam sao anh? Mấy bạn nam sao anh? Nam được tặng món đó, món đó là thuộc về sở thích của em Ma rồi. Ớt đỏ bằm xúc bánh tráng. Ăn không? Anh cho thì em ăn. Nhưng thưa quý vị, ai muốn ăn thì phải chiến thắng trò chơi ngay sau đây. Trò chơi này là tuổi thơ ùa về, và trò chơi này nó phù hợp với ca sĩ. Tụi em đều là ca sĩ mà. Thì đó, Huy là cần hơi. À cần hơi. Ghê, ai là hơi đầy nhất? Chơi u. Biết chơi u không? Hồi xưa có chơi rồi quên mất rồi. Em biết cái game em đó. Em chưa chơi bao giờ luôn á. U là trò gì ta? Tại vì trò chơi u là của miền Trung nhiều, chứ còn miền Bắc thì ít chơi u. Bây giờ sẽ hướng dẫn mà chơi ngay, xin mời. Trò chơi này rất đơn giản. Hai đội chia ra hai bên. Ở giữa là cái vạch mức. Chúng ta sẽ quảnh tù xì, đội để chơi trước thì sẽ u trước. U có nghĩa là gì? U là mình dùng cái hơi mình u, mình chạy qua bên kia, mình đụng vào ai đó. Dĩ nhiên là phải luôn u nha. U, mình nhiệm vụ của mình là phải chạy đi, đừng đứng đây cho ta đụng. Đụng được ai thì người đó bị bắt làm con tin qua bên này. Con tin sẽ đứng phía sau, chứ không được đứng phía trước, đứng ở trên cái cỏ màu xanh đấy. Thì đội kia phải u qua để cứu con tin. Mình phải đụng vào được cái con tin là đồng đội của mình á. Xong mạnh anh ấy chạy về đúng không? Đúng, xong mạnh anh ấy về, nếu như mình bị bắt lại là vẫn bị bắt lại, mà mình đứt hơi trời là mình bị bắt lại. Trong trường hợp mình u nè, giữ nè, giả bộ thôi, đau. Mình u, mình u, mình kéo được đồng đội, mình kéo được đối phương về và vẫn còn hơi kéo người ta về, là người ta bị bắt làm con tin. Anh ơi, cho em hỏi cái, nghĩa là mỗi một lần chỉ là một người u phải không anh? Đúng vậy. Đồng đội mình được cản lại đúng không ạ? Mình được cản đúng không ạ? Mình được cản bên kia đúng không? Cản cái gì? Đang bên kia đang cứu con tin, mình cản bên đó không cho chạm vào con tin. Thì mình bị bắt, nếu người ta về được. Có nghĩa là chạm mình là bị bắt á, là mình phải trốn. Em phải làm sao mà để đừng bị chạm? Mình phải giữ người ta lại được, không cho người ta về. Người ta đứt hơi là mình thắng. Là mình phải giữ họ lại. Là mình vừa phải giữ vừa phải phải u nữa hả? Đâu, họ mới người u chứ. Nè, mẫu quá thế là bị bắt, hết hơi là thua. Bị bắt rồi giờ anh Giang sẽ đứng đâu hả? Cái người con tin sẽ đứng đâu? Con tin đứng trên cái thảm cỏ màu xanh. Anh thử giải cứu thử đi. Giải cứu nè, thử giải cứu nè. Ủa đồ này không chơi hả? Tao phải làm gì? Em phải giữ anh lại đúng không? Ok. Phải giữ qua bên kia, thì mới bắt lại con tin được. Được động mọi người mà, nhưng mà chỉ cần không để chi vào bên này là nè, nghe. Anh qua cứu bé này nè. Bé này đang đứng thảm cỏ đúng không? Anh cứu thì bằng màu giá tụi em phải giữ anh lại. Mình phải giữ như này. Giữ như này lại. Giữ là ý là kéo lại khỏi. Kéo lại luôn á. Giữ lại mà đừng để cho anh đi về. Giữ lại được cho về khi nào đứt hơi. Hiểu chứ bà. Anh có đụng đây được hay không đụng á là không vấn đề. Vấn đề là không được về thôi. Không về thì mình bắt được anh ấy. Rồi, ok, không ăn về được. Hai đứa mà bỏ luôn. Ai đi sang bên kia là sẽ phải u. Hiểu chưa không? Nói chung chụp lại là thua liền, thấy chưa? Ok, hiểu. Cái khó nha. Rồi hiểu. Hiểu không? Người nào đủ sức mạnh thì ra giữ lại, người nào không đủ mạnh mà nhắm mà mình kéo được người ta lại thì bỏ chạy đi. Okay. Con bé thật là thông minh, lần thứ 5 nó mới hiểu. Chị chạy đó. Vậy khoan cho em hỏi, ví dụ ai thắng thua là phân định như thế nào anh? Hết thành viên trước thua không? Ok. Ôi trời. Sinh viên bách khoa đó anh. Nhanh trí, cộng một điểm. Mấy đứa hiểu chưa? Hiểu rồi. Anh nói khang tiếng luôn rồi mấy đứa ơi. Rồi, em hiểu rồi. Quả tù xì ai u trước? 1, 2, 3. Thắng chạy trước. Thắng được quyền chọn. Thắng chạy trước. Không được hoảng loạn, không được hoảng loạn nha. Hãy ráng chạy. 3. Ở đây. Rồi, hết thời. Đâu hết rồi, hết thời tiếp hả? Hết thời ở đây rồi, hết thời rồi.
hết hơi rõ ràng. Hết hơi là hết từ chỗ này nè. Hết hơi rồi. Chỗ này nè. Rồi. Ô mà ta. Rồi, bên mình vừa ô thì giờ bên mình ô ngược lại. À chết. Rồi, Zed ô đi Zed. Bắt được hai con tin. Qua mặt voi. Qua mặt voi là ủa? Mình rồi. Hai đứa nhào vô. Rồi giờ một mình cũng thỏ con gặp nguyên đám cọp hả? Rồi giờ một mình cũng thỏ con gặp nguyên đám cọp hả? Em chơi luôn. Em khô máu. Vô. Hút xác nào. Đừng có tham. Bắt từ người một thôi, đừng có tham. Đúng rồi, đừng cứu. Sao? Đúng rồi. Cái gì được rồi. Chỉ cần chạm, chỉ cần chạm vô là thắng rồi. Là sao dạ? Chạm vào là em chạy được về bên này đúng không? Đúng vậy. Ồ vậy hả? Ở thế phải giữ lại chứ. Hồi nãy ai đụng vào em à? Em đụng một ô sát à. Ai nữa? Ô sát thôi. Ly nữa, về. Phải có đụng không? Bùi Công Nam nữa. Không, em không có đụng. Có. Có không? Có. Là sao? Là bị bắt đó. Bị đụng một cái là bị bắt hết hả? Ủa là bị bắt hết luôn vậy hả? Là sao? Là ba người bị bắt hết hả? Ủa bắt hết thì vậy thua rồi anh. Ủa mấy đứa anh giải thích để gì thắng được rồi đó. Ủa thế mà thế là bọn em thắng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Ba người bị bắt luôn rồi mà. Không, ý là chạm vô là chạy về đó là thắng rồi hả nha. Mệt mỏi luôn á. Rồi nha, bây giờ là bọn em hiểu luật rồi nha, chơi lại. Không được bạn ơi. Lượt đầu tiên sẽ nhé. Rồi em mà thắng. Rồi về chơi lại lượt hai. Ủa mình phải chơi 3 lượt đúng không anh? Đúng, mình chơi 3 lượt. Mình chơi 3 lượt nha. May mắn quá kìa. Rồi. Bây giờ bên đây trước. Anh đi. Rồi ok. Yếu nè, ai yếu nè đi. Huy em bọc ở đó đi Huy. Huy bọc ở đó đi Huy. Né xa xa lên. Ở lại bị bắt à? Đúng rồi, chạm phát là bị bắt rồi. Ờ là Huy bắt nha. Là Huy phải qua đây. À là đá tay phải giữ lại đúng không? Ờ. Chưa hiểu là em tưởng là em phải giữ anh ấy lại. Bây giờ mình ngồi mình giải thích lại nè. Ok rồi, rồi. Giữ không được bị bắt còn hỏi nữa. Qua đi. Đứng lại luôn. Ê hết thôi rồi. Vậy. Em mới chịu thôi. Mẹ bắt đuổi quá à. Người ta hết hơi rồi, người ta bị hết hơi mà bắt cái gì? Ôi anh Hùng, anh em làm gì giờ ta? Ngày mai chạy nè. Rồi, bắt đây, lượt về. Rồi Liz, vô Liz. Vô Liz. Như nào, chị phải làm gì? Đó, chị chỉ cần sang u chạm vào người anh ý xong chạy về là được. Đừng bắt em chị. Nếu u nè, đừng bắt em nha. Đang thua 1-0. Sao? Ok, vậy là Liz vào ở bên đội này. Rồi. Thế là thua rồi hả? Rồi phải sao đứng? Thôi. Ai cứu tôi? Bây giờ mình sang đấy. Con gái à? Rồi. Em sang hả? Khỏe vậy. Nè, hai bạn em về lại nè. Cái vấn đề là người ta bị bắt là bạn đâu được về. Đó, phải qua bên này thì mới được về. Vẫn chưa hiểu hả? À là phải, tức là cái người này phải chạy được về cơ. Người này phải chạy được về. Ôi, wow luôn á. Vậy mấy cái người bên mà đang bị nó có quyền được giúp cái người đang u không anh Giang? Không được giúp. Không được giúp hả? Không được giúp. Là quê nha, hồi nãy đội thì thua, giờ đội thì thắng là quê nha. Một đêm. Bây giờ chơi lượt cuối cùng. Có lượt cuối cùng đó mọi người ơi. Vẫn chưa hiểu hả? Rồi, hiểu rồi ạ. À, hiểu. Rồi, tên lật, đợi mình trước. Hai. Quá đơn giản, bây giờ bánh bè qua giữ lại là xong. Anh ơi, chị ơi. Giữ lại, Lết. Anh không được chị nha. Lết. Cố gắng chạm một cái chạy về là được. Anh đi vô đi. Anh đi vô đi anh ơi. Cố gắng chạm một cái chạy về. Ê, nha. Chắc ga, mọi người xích ga.
Ủa, động đây, động đây, động đây. Phải qua, phải qua keo rồi mới. Chưa qua mức mà u gì. Qua keo rồi. Sợ quá. Kìa. Kìa, tới mày. Ủa trời không. Dạ cổ. Phải qua vạch đó. Rồi một người. Ờ, bị bắt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, chấp nhận chưa qua mức. Chưa qua con. Lùi xuống, lùi xuống đi. Rồi, qua, đụng cái là xong. Giữ lại, giữ lại. Cho gái đi, cho gái chơi đi. Ờ, ok. Giữ lại, giữ em ai lại. Chạy phát là sẽ về thôi, xong. Áp em ai lại. Giữ em ai lại nha, giữ em ai lại. Bây giờ bế tới sao đây thì được. Người ta qua đó. Bế qua. Người ta đụng, người ta chạy về là mình thua đó. Giữ lại, giữ lại, giữ lại, Alice. Một là đừng để đụng, hai để đụng là phải giữ lại. Chạm thôi, chạm mà thôi. Chỉ còn một cơ hội đó thôi đó. Kéo lại. Ô, 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 ô. Thua rồi đó. Bà cười không à? Bà không lo chơi. Em tưởng là phải. Ừ nha. Chưa, vẫn chưa hiểu đâu rồi. Chưa hiểu đâu. Đội mình thắng rồi, bước vào đại tiệc. Yeah. Luật của chương trình, đội thắng được ăn, đội thua không hề được ăn, dù chỉ là một miếng muối. Ôi, tội nghiệp quá. Sao cho bọn em bắt đũa làm gì vậy ạ? Tăng thêm sự đau đớn. Không, mình vẫn ăn được mà em. Nào, để chị gắp cho miếng nào. Trời, con bé nó bị ảo tưởng rồi. Ăn đi chị, ăn đi chị. Ô, cái đùi này ngon. Bé giờ nó chưa hiểu nãy nó chơi gì luôn á. Bỏ xương. Bỏ xương. Nãy giờ hiểu chơi gì không? Bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua trò chơi mới. Em đã háo hức cái trò chơi mới cả. Anh chống lảng nhanh thế. Chưa qua trò chơi mới phải ngồi nhờ xem người ta ăn đây. Xong thì mình mới qua trò chơi mới mà. Ôi, 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 ôi. Em nhớ thì đợt trước anh có cái đồ đủ màu vàng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn cái món. Ăn món nào trước đây? Này đi để em làm mẫu cho. Không bảo lần à, tụi anh lớn rồi. Đây, tộc trưởng sẽ ăn đầu tiên. Ôi. 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 Cái miếng này trông có vẻ bị lạc lõng này. Không. Để lại vào chân này này. Chưa ăn. Giận. Tại sao độc trưởng lại giận ạ? Làm muối tiêu cái đã. À, thế là mình làm à. Ờ, mình cũng làm muối tiêu này. Hợp hả? Cái này làm chi? Này, này, này. Thôi. Đứa được miếng nha. Anh thưa. Mà đừng có bỏ đi cái gì nha. Cái này đừng bỏ nha. Đảm bảo là đang chạy nước miếng hết. Đã. Đã. Vì sao phải làm vậy? Để kích giác khẩu vị của mình lên à. Kích giác khẩu vị. Kích giác. Dạ, để kích thích vị giác à. Rồi, gọi tắt là kích giác. Đó. Thắng muốn nói gì nói. Sau khi mình đã kích giác xong thì mình dùng cái món đầu tiên. Yes. Chấm nhẹ vào đây ha. Dạ. Em tưởng là hồi nãy họ hướng dẫn nó chấm đây mà. À không, tôi thích chấm cái này. Ngọt nó mềm và cái mùi khói á nó sập lên ngon lắm. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời mọi người. Mời đây, xin mời em ma này. Thank you em. Ê, cái bông hoa bị lệch này. Chị ăn đi ạ, em thấy cái hoa đó chị ăn. Thôi thôi. Thôi. Ok, em sẽ chấm với cái nước sốt mayonnaise này. Mayonnaise đúng không? Thôi nó ngọt mà nó ngọt đã mềm mềm xong rồi cái mùi hun khói nó đã gì đâu. Cái nước sốt mà chấm với cả mayonnaise vô béo béo vô nó đã gì đâu luôn á. Mình phải ăn được một miếng kim chi đó đúng hương vị. À đâu đúng không nhỉ, nhầm món rồi. Chi mình ăn với giò heo hay vậy. Đây dưa muối, giò heo. Đúng rồi, dưa muối ăn cái móng nha anh. Kẹp kẹp miếng kim chi. Đây chấm xíu nước tương có là men. Chúc mình vẫn có cơ hội để được ăn đúng không? Là vòng 2 á anh. Ờ dạ hả. Wow. Sao anh? Thấy có vẻ hơi dai dai đã đã đó. Ngon, giòn.
Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Giòn thơm, kẹp kim chi chua chua nhẹ nhẹ, không ngấy. Đây đây, lấy cho một miếng cho chị. Chị Annie, chị Annie này. Đấy. Giòn quá. Ừ. Cái da heo này nó đảo á. Ngon quá mọi người ơi. Cái heo nó tan trong khoang miệng này. Đúng rồi. Em mọi người không ăn món này thì để bên này. Không. Chưa tới, chưa tới. Em ăn nước tương không? Bằng cái da đó. Cái da heo mà đã nhất luôn á. Cái da heo với kim chi trời ơi xuất sắc. Được hả? Dạ em ăn miếng kim chi ạ. Được. Ngon. Thường mỗi người quả ớt mà. Em ăn đâu mà ăn quả ớt. Anh thấy em dạo này em hơi mập đó. Không, không, con bé đang đẹp lắm. À. Chỉ có cái là chưa có người yêu thôi. Ừ. Tại sao lại chê nó mập như vậy? Nhưng tại sao lại chưa có người yêu? Ta chắc có một vấn đề gì đó. Không mà em thấy tội mọi người có gắp cho mỗi người một miếng này được không? Ăn ăn một miếng gọi là xin phép từ chối. Xin phép từ chối. Xin phép từ chối. Không dám từ chối ạ. À. Anh Giang ơi, món tiếp theo đi ạ. Món tiếp theo ăn. Cái món này là bồ câu, hồi nãy để ý món này nhất luôn á. Xôi gất bồ câu. Bồ câu là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những phụ nữ sau sinh đó. Cái nếp nó mềm, dẻo, cái thịt thì nó ngọt, cái mùi gất thì nó thơm. Mời cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà nha. Thử là được rồi. Ăn cho mỗi người một miếng này. Nhờ tập trưởng. Còn chưa ăn hết được cơ. Tại sao mình ăn cái món kim chi mà lẫn với mùi xôi là hư món? Thử cái chén nè. Chứ để chén đâu có làm gì. Anh ơi, chén em cũng bẩn rồi. Anh cho em xin cái chén mới. Chén em bẩn. Đó, đó. Kêu đưa chén mà đừng có dĩ hàng gì người ta bỏ. Xuất sắc không ạ? Ôi, nó mềm miệng á. Nó mềm miệng xong rồi ở ngoài thì giòn, ở trong thì mềm. Đúng rồi. Ở ngoài thì giòn, ở trong thì dẻo quá. Ngon quá. Cái sự gớt giòn quá. Ăn nghe rộp rộp đúng mọi người, nghe không mọi người? Nghe. Nghe ăn cơm trái vậy đó. Rồi, món tiếp theo. Xin mình bào. Em mong chờ món này. Này là cua sốt ớt Singapore mọi người. Wow, 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 wow. Ở trên đường Orchard nó bán như này nhiều nè. Orchard. Mấy món này em ăn hoài, chết. Vậy bên đây đừng ăn nha. Dạ. Nè, ăn thử miếng nước sốt nè. Chua chua. Đúng rồi, đúng vậy á. Đúng vậy, Singapore. Wow, Singapore. Lâu lắm không được đi Singapore này mới ăn. Ừ, đây. Mời cả nhà. Cảm ơn, cảm ơn. Mời anh em mình thôi. À, mời anh em mình. Chúng ta ăn cho ngon nha mọi người. À, mọi người khách sáo quá, cứ thoải mái đi. Hôm nay mình là chủ nhà của người ta, là khách phải cho người ta ăn. Ừ. Đây đây, ăn cái miếng này này đấy. Ăn nguyên cái miếng này. Có khi nào thua cả ba vòng ta. Ê, sao lúc nào chị đi cùng đội với em là cũng có một cái sự xui xẻo nhất định nhỉ? Đâu có, bình thường là em gánh không, nha. Không, mình đừng có chia rẽ, đừng chia rẽ. Không chia tay đội bộ nào. Không chia rẽ. Anh ơi. Không ạ. À. Không ai, không ai thử. Đang giảm cân ạ, đang giảm cân. Không ai thử ạ. Trời ơi. Không ạ. À. Ai cũng có làm tự trọng chứ em. Thật sự là món nào cũng ngon hai mấy đứa ha. Dạ. Tuyệt vời. Mà mình cũng đồng nghiệp với nhau mà mình để người ta ngồi mà cứ dịnh vậy mình cũng nhìn miệng, nhìn miệng mà mình cũng ngại. Có thể tiết nóng quá. Ừ, nóng là chả 4 năm gì hết chứ. Dạ. Yeah. Không, như em cũng hơi đói. Đây, trò chơi đơn giản vô cùng. Được. Qua vòng 2 ơi, qua vòng 2 mọi người ơi. Mọi người sẽ chơi. Ừ. Hả? Để xem ai được ăn đi. À vậy hả? Yes. Đây, mọi người một cái nào. Đây trò chơi sống còn đó. Ngồi im đó, ngồi xuống nào. Mình phải chia rẽ nhau hả? Ở đây có rất nhiều số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.
Rồi sao? Ai phóng phi tiêu vào đâu mà có liên quan tới số 3, người đó được ăn. Số 3. Số 3. 23 13 3. Phóng. Hên xui thôi, đừng suy nghĩ. Ê, trúng rồi. Ghê vậy? Ghê vậy? Có mấy vậy? Số 3. Trời ơi. Không, 3. Được ăn, được ăn. Ngồi xuống chờ đợi. Được ăn. Rồi, tiếp tục. Không, chính xác, không được ăn. Ly, thả nhẹ nó vào, đừng có chọi gì cả. Thả nhẹ. Ném ném hả? Rồi, hiểu rồi ha. Một mình OZ được ăn mọi thứ một miếng. Wow. Đó, anh phục vụ luôn. Đã. Đây là chị lấy bát cho em này đấy. Đây là càng tổn thương. Đấy, bây giờ thì làm gì còn gì là đồng đội nữa nhờ. Em ăn luôn là chỉ thấy vui rồi, thấy mãn nguyện rồi. Vẫn thích nhất ngàn ngỗng nhờ. Cái đó là cái gì à? Lường. Lường. Ức á, cái ức. Ức. Như nào? Ức ngỗng như nào? Nó có hương vị của sự khốn khó nhỉ. Còn nữa em ạ. Hôm nay là mình vừa được đi qua Hàn Quốc. Cái này xuất sắc luôn á Nam. Hát luôn hả? Rồi đắm say quá. Ngay rộp luôn á. Nói xét mà làm vậy là team mình còn tổn thương hơn á. Ngày hôm nay hứa hẹn là một ngày sẽ ngon. Vòng này là màu đỏ, vòng sau thì có thể là màu nào đó, màu xanh hoặc màu đen gì đó. Màu xanh là toàn ăn rau đúng không? Đừng đùa. Cà ri xanh là một trong những món rất là đỉnh cao nha. Giờ chắc chắn tí nữa có cà ri à? Không biết. Biết đâu được. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta đến với thực đơn của vòng thứ hai. Thưa quý vị thân mến, màu đỏ là màu mang lại nhiều món ăn ngon, thật sự rất là ngon và rất là bổ dưỡng luôn. Chúng ta là màu xanh vì hồi nãy đói mặt tái hết rồi. Còn bây giờ là vòng tiếp theo, không biết là màu gì nè mà không biết món ăn là món gì nè. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi. Ở vòng thứ hai này, chúng ta sẽ đến với các món ăn có màu xanh. Lần này đội thua ở vòng 1 nhớ phải bất chấp để giành chiến thắng đó nha. Vì những món ăn ở vòng 2 này cực kỳ hấp dẫn, không phải ở đâu cũng có. Nên là đôi khi lỗi hẹn một vòng, lần sau muốn ăn phải chờ trăm năm. Hơ thận chút cho có vẻ nguy hiểm vậy thôi. Chứ muốn ăn thì cứ lăn vào bếp, công thức thì đã có sẵn ngay đây rồi. Đầu tiên là món ngồng tỏi xào thịt bò. Ngồng tỏi chính là mầm hoa của cây tỏi. Đặc trưng của ngồng tỏi là có vị cay nhẹ và rất thơm. Ngồng tỏi được những người nông dân trồng ngồng tỏi thu hoạch, sau đó anh đầu bếp mua về xào với thịt bò. Sẽ ra món ngồng tỏi xào thịt bò. Mà xào sao cho ngon thì cùng làm với anh đầu bếp nha. Đầu tiên, tước bỏ phần vỏ già của ngồng tỏi, sau đó cắt ra thành khúc rồi đem trần sơ qua nước sôi. Vớt ngồng tỏi ra, thả vào nước đá lạnh để ngồng tỏi được xanh và giòn. Thái thịt bò thành lát mỏng, tiếp tục phi tỏi băm cho thơm, rồi đổ thịt bò vào xào, cho thêm miếng dầu hào, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng, cho ngồng tỏi vào. Đảo đều là có ngay món ngồng tỏi xào thịt bò. Thơm ngon đúng điệu rồi đây. Miếng thịt bò mềm cùng ngồng tỏi thơm nồng, cay cay. Chẳng may mà ăn phải thì lại mê cả đời. Tiếp tục khám phá món thứ hai nha. Anh đầu bếp đang tiến qua cây cầu với một cây dù màu xanh. Chắc do chủ đề món ăn màu xanh nên ảnh che dù màu xanh. Vậy sao nãy chủ đề màu đỏ anh lại không che dù màu đỏ? Tại không có. Ra là vậy. Anh đầu bếp đang đi bắt bào ngư. Vậy chắc chắn đây là món gì đó liên quan đến bào ngư rồi. Wow, những con bào ngư mới tươi ngon làm sao. Bây giờ anh đầu bếp đang lấy wasabi đổ vào các tô. Vậy là món này lại sẽ có thêm chữ wasabi trong tên món rồi. Tiếp đến là đường, một chút muối và nước cải xanh xay, ớt xay, rồi trộn đều lên. Đây được gọi là sốt wasabi. Anh đầu bếp lại đang khứa bào ngư sau khi đã sơ chế. Sau đó chan sốt wasabi lên. Rồi mang bỏ vào lò nướng. Wow, vậy đây chắc chắn là món bào ngư nướng wasabi chứ chạy đâu cho thoát.
Cuối cùng chúng ta cũng đã khám phá ra tên món rồi. Thật là ngon quá đi. Hi hi hi. Tiếp tục với món thứ ba nha. Đây là món lươn nướng cuộn lá mè. Lươn sau khi đã sơ chế thì lọc xương lấy thịt, cắt khúc vừa ăn, đem ướp cùng hành tím, tiêu xanh, dầu hào, nước mắm Colorman, trộn đều rồi trải lên vỉ nướng và đem đi nướng cho chín, đừng nướng cho khét. Tiếp theo, áp chảo thịt ba chỉ bò cho vừa chín tới, đừng chín quá. Bước cuối cùng là trải lá mè ra, bỏ lên trên một miếng thịt ba chỉ bò áp chảo, một miếng lươn nướng, một miếng dưa leo, một miếng cà rốt muối chua. Cuộn tròn tất cả lại, rồi dùng hành lá đã trụng qua nước sôi cột lại là xong. Wow, nhìn mới ngon làm sao. Vị ngon ngọt của thịt bò hòa quyện với vị béo bùi của thịt lươn, hòa quyện luôn với vị của dưa leo, quyện luôn với lá mè, quyện cả với cà rốt muối chua. Chấm một miếng nước sốt đặc chế riêng cho món này của anh đầu bếp. Chao ôi, nó ngon mà ngon bá cháy luôn vậy đó. Món cuối cùng, mời tộc trưởng cùng đến với món lẩu cá kình ớt xiêm xanh. Đầu tiên cắt cải bó xôi, rồi bỏ vào máy xay. Đổ nước hầm xương vào xay nhuyễn, chắc lấy nước cốt, đập đập xả, bỏ vào phi cùng tỏi băm cho thơm, rồi cho nước sốt cải bó xôi khi nãy vào nấu sôi lên, cho thêm ớt xiêm xanh và thêm nước cốt chanh vào để tạo vị chua cay cho món lẩu. Tất cả sẽ át đi vị tanh của cá kình. Tiếp đến là nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đợi đến khi nước lẩu sôi sùng sục là có thể bỏ cá kình vào nấu chín và thưởng thức được rồi. Cắt miếng rau quế bỏ vào nồi lẩu cho dậy mùi. Cắt luôn miếng hoa chuối, rau muống bỏ thêm vào làm rau nhúng. Cá chín rồi đây, vớt riêng ra đĩa để cá không bị nát. Thêm vài lát ớt lên, rồi tắm cá đậm đà bằng nước mắm Colorman. Chế thêm một miếng nước lẩu vào chén bún tươi. Chao ôi, hương thơm mới ngào ngạt. Bàn tiệc đã sẵn sàng, 12 đội chơi, chơi trò chơi, ai thắng thì xơi. Chơi. Rồi. Bên kia đang quyết tâm lắm luôn. Tại vì bên kia sao thua biết không? Lý Kim Ngư không có nhu cầu ăn nên đâu có chơi nhiệt tình. Thì ba chồng em vẫn có nhu cầu ăn, chỉ là em đang chờ cái món mà em thích ăn. Vòng này thích chưa? Thích sơ sơ đấy. Là vẫn thua đấy. Sơ sơ đấy. Thế thì thấy thích lắm, thích lắm. Thì hai anh em mình phải quyết tâm nha Z. Quyết tâm. Sao tôi có linh tính đâu thì vẫn thua nha. Anh đừng làm em có cái linh tính đấy nha. Anh nói vậy. Anh nói với lại em có cái linh tính đấy đó. Thiệt. Cảm giác đội thì vẫn thua mà, thua phải thua, thua hai vòng nha. Dạ. Thua toàn tập. Thua toàn tập. Cảm giác đội thì thua toàn tập nha. Thôi, lên trò chơi đi nè. Thưa quý vị, các chị, các bạn thân mến, vòng đầu tiên đội mình thắng được chọn một phần quà. Một cái bao này. Chọn số mấy nè mọi người? Đó chính là tiền đó. Là thùng nào cũng có tiền hả anh? Thùng nào chưa chắc. Chưa chắc. Chị mới hỏi, thấy không? Nhưng mà chúng ta muốn có tiền nhiều thì vòng nào cũng phải thắng. Thôi cô thật. Chọn đi nào, số mấy? Sao bây giờ cho các chị gái chọn đi. Lady cho mày chọn á. Mày lady á. Thùng 2 à? Số 2 rồi, cuối chương trình sẽ mở sau. Ok. Sao mở ra thùng 2 là 2,500 triệu. Quá. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi bóng chuyền bằng đầu. Bằng đầu á? Chúng ta sẽ có mỗi người một cái ba bố. Mình sẽ trồng vào, sau đó mình dùng đầu mình đánh cái bóng mà là bằng bóng bóng này qua đội bên kia. Được. Chúng ta tối đa là 3 lần ở bên phần sau của mình. Đó, nhiều hơn là không được, còn ít hơn thì bình thường. Và dĩ nhiên mỗi người chỉ được chạm một lần thôi. Mày nha, tức là không được chạm quá 3 lần ở phần sân của đây, mình là được. Khi bắt đầu giao bóng thì offset đụng nè, mà bóng qua bên đây là ok. Hoặc là xét đụng nè, chuyền qua đây
hoặc chuyền qua đây và bên đây cuối cùng đánh qua đây thì được, chứ không được chuyền lại nữa. Chuyền lại đẩy qua đây, xong qua đây, xong đẩy qua đây cái nữa là được. Ok. Ra ba lần. Ủa, sao mà mỗi người chỉ được chạm tối đa một lần. Được, mỗi người chỉ được chạm tối đa một lần. Em hiểu rồi. Đội nào để bóng rớt xuống là thua. Sẵn sàng chưa? Dạ. Mời đeo ba bố. Chuẩn bị giao bóng. Em có được quả? Chưa quả kìa Ly. Đây đây đây. Rồi, 1-0. Ly phải đánh sáng luôn ấy. Rất dễ, không có gì khó cả. Cái không, mình bên kia. Một bên mình đang thắng 1-0. Dạ. Và bóng. Ôi hay vậy. Tụt lưới thua. Ok hả? Một đều. Ôi. Một đều. Chưa đâu, chưa đâu. Em được không? Đâu đâu. Ô xếp sao luôn. Đúng rồi, xếp. Ai mấy đụng lưới rồi. Thôi rồi. Bên mình hai, bên đây một. Hai một. Vào bóng. Bóng đến chỗ anh, người ta đến đánh nhá. Ai rồi, từ từ xét, từ từ đến rồi. Rồi rồi, đến làm đâu, đến quả đâu. Hai có bỏ nhỏ. Ừ. Ba lần. Rồi được á. Một. Coi chừng đụng nha. Rồi, thua luôn. Hai rồi. Một người không được hai lần. Hay quá. 3-1. Luật nói rất rồi. Rõ mà không hiểu nha. Đúng. Vô mánh rồi đây mà. Vô mánh rồi. Ủa mấy là sẽ thua anh? Sắp thua rồi đó. Giờ bóng. Đi. Để nằm. Ôi, em không được chạm nữa hả? Qua bên này rồi là em được chạm tiếp. Đúng rồi. Mấy đứa ơi, mấy đứa thực sự hiểu chưa? Rồi. Hãy rồi. 4-1. Trời ơi, chơi gì nữa. Ai biết đâu. Giao bóng, bên đây chứ này giao nhiều rồi. Ok. Úi xùi. Đứng chạm, ôi rồi đúng rồi. Đúng rồi. Chết mày Ly rồi. Lấy chạy đây, Ly. Tôi thiệt mỗi lần tới bà Ly kim cương là thua. Mấy rồi? 4-2. Cố lên nào. Em à. Úi giời. Đấy, đến. Chưa rớt là người ta phải kê cái đầu dưới đây liền chứ. Bé bóng. Chưa kịp rớt là mình phải kê cái đầu dưới đây liền. Em nhìn em tưởng qua bên kia rồi. 5-2. Bắt kê cái đầu vô. Không, đừng có chủ quan đi em ơi. Giao bóng. Giao coi vậy em. Giao vậy sao? Giao lại. Nhưng mà ý không đứng bên kia nữa, đứng bên đây. Lít cẩn thận nha, Lít nha. Giao bóng. Rồi. Năm ba. Bây giờ mình giao bóng tự nhiên ở giữa sân luôn. Đúng rồi. Đúng không? Tự nhiên nhá. Đây. Rẻ. Thôi để anh. Một. Kê đầu. Hai. Thấy quá. Đúng rồi em à. Đúng rồi. 4-5. Giao bóng. Anh. Chưa qua. Đúng rồi. Ôi. Thôi, ba lần. Năm đều. Ai đây 10 chiến thắng. Giao bóng. Được. Ôi, 10 chiến à. Bay qua đây. Ừ, nó cứ bị quay bằng bên kia. Đó rồi. Hay quá Thùy ơi. Thôi. Ly, ăn được. Đúng rồi. Hay quá sếp ơi. Anh nào. Đúng rồi. Tao mà Ly là thua. Đúng rồi. Ê, số là con này này. Rồi. Ô sếp. Anh. Ê, nó cứ bay qua bên này rồi sao? Đụng lưới thua. Mấy rồi?
6 năm. Rồi, đổi sân. Đổi sân. Bây giờ mà gió ngược lại bên kia là coi như mình xui nha. Rồi, chuẩn bị, giao bóng. Rồi. Set. Ôi, em à. Rồi, anh. Tiếp. Mày có lên gì? Chuyển qua cho em cũng được. À, đúng rồi. Sáu đều. Ly, nãy giờ mình có giúp gì cho chương trình không? Ủa, mọi người cứ dành ra đánh đấy chứ, có phải là em không có đỡ đâu. Vô. Đúng rồi, Huy, đúng rồi. Chạy đây. Mẹ. Không được. Ai lại thua rồi? Thấy chưa? 7-6. Rồi, tiếp tục. Ủa rồi. Huy. Tao để đi người đây. Đúng rồi. 1. Hai, Huy. Nhanh. 2. Cố lên. Bao nhiêu rồi? 8-6. Cố lên nào. Đấy, bên kia có gió mà. Đúng rồi. Được. Cố xét. Sát vô. Rồi. Sát vô liền chứ. Em có nghĩ là nó sẽ qua. 96 rồi. Một lần nữa là mình thắng. Dạ. Cố lên nào. Sát vào đây, Bình tĩnh. Đúng rồi. Em... Được ăn rồi, không thể thua. Người ta đã nói từ đầu là sát vào đây rồi, mà đứng vào giòm vậy đó. Không thể thua hai lần. Thôi. Nói gì nữa, chúng ta bước vào đại tiệc. Yes, trời ơi. Wow, bữa ăn màu xanh cũng rất là ngon. Thời khắc của anh em mình, chị em mình đến rồi. Cho một cái dĩa tỏi được không? Dạ. Không, để người thua người ta làm. Dạ vâng ạ, đây để em cung phụng anh ạ. Trời ơi, đợi không? Mê làm lắm. Mê làm. Nồng tỏi xào bò. Trời nóng hổi luôn anh ơi. Trời ơi, bốc khói luôn nè. Nóng hổi. 100 độ đấy mọi người, ăn cho bỏng miệng nha. Này, nồng tỏi này. Nồng tỏi. Nồng tỏi ta xào nhanh trên cái bếp hè nóng nóng mà còn ngọt giòn ngào lắm. Không, tại vì nãy lúc mà chuẩn bị vô game 2 là tụi mình cứ đứng ở ngoài, tụi mình nói là không sao, ván này là mình cố gắng mình nhường cho bên kia thắng cho người ta ăn với. Thì không ạ, nãy mình cố gắng lắm mà mình thua. Không có anh, thật em chơi với tư thế là... Thật ra là lúc nãy chơi cái trò kia nhảy hơi nhiều nên là khi mà chơi xong mình sẽ bị hơi bị mệt và sẽ hơi bị đói. Em có nghe gì không? Nghe cái điều nó rột không? Rột không? Giống như nãy mình ăn cái xôi, cái xôi là nó hơi cứng rồi. Cái đứa em ăn rồi, nó cũng ngon lắm. Giờ mình ăn từng cái này mới ngon nè. Đúng rồi. Mà mọi người, cái gì ngon nhất là phải, cái gì đẹp nhất là phải ăn trước, phải ăn cái dưa chuột cái kia đấy. Dạ không mà, người ta muốn ăn gì ra ăn nè. Riêng cái bông này là chị tặng cho em nè. Thôi cái ngon là em để dành cho chị chứ tặng là em. Bên mình rộng lượng ha, bên mình rộng lượng á. Em có cho hẳn cái bông hoa to như thế này. Ăn mấy cái đó đi em. Thì em cũng đành. Món tiếp theo này. Cái lươn nướng cuộn. Này mới đỉnh nè. Lươn. Cái này mới đỉnh nè. Chấm cái này. Đúng rồi, ớt xanh, muối ớt xanh. Giòn, lươn giòn. Em thấy được con lươn ở trong luôn mọi người. Con bò nha. Có thịt bò nữa kìa. Lươn với thịt bò là cảm giác như nào nhỉ? Cảm giác thiên đường ẩm thực đó em. Chúng ta đang ở trên thiên đường. Mùi thơm mềm mại mà cái lá này thơm mùi. Cái lá đó là lá gì vậy? Cái lá này hay để ăn thịt lá nướng. Gọi là... Cái lá này giống lá ăn thịt nướng bên Hàn Quốc đó. Lá mè đó. À lá mè. Bây giờ nè. Sống là phải biết lo cho tương lai. Dạ. Trong lúc mình ăn mấy cái này thì mình phải bỏ cá vô để nó chín lắm mình ăn tiếp. Đúng. Đê. Cái này vừa ăn xong cá bắt đầu nó có nước rồi vô mình húp. Ừ.
lương ngon thiệt luôn, mà đùa. Chị ơi, em phải làm gì đây? Đây này, cô đỉnh, cô đỉnh nè. Quý ơi, em sao vậy? Lúc đầu vòng đầu em đã được ăn rồi mà. Ngon lắm đấy mọi người ơi. Ôi, cái này đặc sản này. Thôi là cá gọi là cá giò đó. Nhiều nơi gọi là kình. Nó nhỏ gọi là kình, lớn gọi là giò đó. Ngon lắm. Cá này là xung quanh cái lòng tôm hùm á, hay có bên cá này nè. Ngon lắm, cá này rất là ngon. Thấy nó có vẻ chắc thịt nha anh nhỉ? Không, không biết đâu. Thua mà hỏi chi nhiều vậy? Bây giờ mình ăn bào ngư. Bào ngư vi cá, trời ơi. À, ngon, giòn, thơm, cay nồng. Há miệng ra nè. Ủa? Ly ơi, em sao thế? Ôi trời. Sắp lên tới ấp. Bay lên thiên đường thôi nha, đừng nhưng bay xa quá. Nhưng mà vấn đề là cái con bào ngư nó vẫn còn đang rất mềm. Vâng. Rất mềm và kiểu nó rất là ngọt. Và vâng, còn thêm cả wasabi nó cũng ngon, sắc sắc luôn mà ngon. Tàn thiệt cơ. Em thấy mình thắng cái vòng này hợp lý đấy. Hợp lý quá, hợp lý. Cái vòng hồi nãy dầu mỡ quá không? Đúng rồi, vòng đầu mình nhả. Bây giờ nói gì chả đúng. Nãy mình ăn bên đấy cũng ai biết con uống nước miếng không đúng không? Bây giờ là mình vừa đủ đói thì mình ăn những món đúng mình thích. Đấy, quan trọng. Hồi nãy ăn cũng được mà không cũng không sao. Đúng rồi. Ủa, hồi nãy không đâu được ăn đâu, đâu biết ăn thì đúng rồi. Không được ăn thì mới chê thôi. Bởi vì là căn bản là muốn để bụng để ăn bào ngư, không phải là để ăn mấy cái món dầu mỡ. Cá chín chưa anh? Chưa em ạ. Cá này nó sẽ lâu chín để tăng thêm nỗi đau cho người ta. Cho em xin cái dao, em cắt cái quả cà rốt này ra làm 3 phần và em chia cho nhau ăn. Cái xin nè. Đây, còn quả củ nữa. À thôi cái đấy thì thôi, em tặng mọi người ăn đi. Chứ em bọn em ăn hết cái ngon thì lại kỳ quá đúng không? Cái gì ngon là mọi người để dành cho mọi người. Được em ơi. Ôi rồi ôi, con bé ăn hết tất cả thế giới đấy. Cho này, em một cánh này. Ôi rồi. Cho một cánh này, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tới món cuối cùng. Cái con cá này là nó bị xanh luôn bởi vì là cái nước lẩu màu xanh á. Xanh á. À. Ừ. Xanh như khuôn mặt mọi người vừa nãy vậy đó. Này, cá rất tươi nha mọi người. Trời ơi, cá thì nó chắc rồi. Rất chắc luôn, cá thịt chắc lắm. Ngon, tươi, ngọt thịt. Mà không hề bị tanh tí nào nha, không hề không tanh hề nha. Không hề nha. Không hề tanh tí nào. Em nhìn mọi người ăn, mọi người bọn em buồn cười quá, bọn em no luôn rồi. Đâu thì mình nhìn bạn bè mình ăn ngon, mình vui chứ bộ. Kiểu là kiểu chưa cười để che đi nỗi đau nhỉ. Đâu, cười tôi muốn chết. Bên ngoài cười nụ mình bên trong khắp thầm ấy. Bây giờ chơi nè, cho em nó chơi. Cái này là tại anh ép tụi em chơi nha, chứ tụi em cũng không có ý là muốn chơi đâu. Rồi, sang đây nào. Phải chơi thôi, chứ có muốn chơi đâu. Cái gì đây, cái gì đây? Chơi gì anh? Vậy thì có thể chơi mà không ăn mà em. Này, chơi như thế này thôi. 2, 3. Ôi trời, ai trụ lâu hơn thì thắng. Họ cứ chơi mình cứ ăn. Rồi, quỳ lên, ai trụ lâu hơn thắng. Giận quá vậy. Một, hai, ba. Thua. Thua rồi, ăn cái gì đây ăn nào. Này, ăn gì? Ăn bào ngư chứ nhờ. Huy ơi, ăn gì Huy ơi? Thôi em buồn lắm em tâm sự với Hiêu, em không có chuyện với người. Chỉ có loài Hiêu là yêu em. Làm gì Huy? Ăn gì vậy? Chọn đi nè. Chị quê. Các bác ăn chung mà, các bác ơi. Ai cho ăn chung? Ai ăn được ăn? À, thế không được cho đồng đồ ăn. Không được cho đồng đồ ăn. Nhưng mà người ta được quyền đối xử với đồ ăn của người ta mà phải không? Không, không có. U là một là ăn hai dẹp luôn. Ủa? Thế thôi em sẽ không ăn. Rồi cảm ơn em.
Được. Mình chơi là mình phải có tinh thần đồng đội, hiểu không? Hay quá. Đúng quá. Đúng là một ghê luôn. Vĩ nhân. Đời này không ai tuyệt vời. Thôi mình ăn vòng này mình cũng thỏa mãn này, vòng sau thắng hay thua mình cũng thỏa mãn ha. Thôi mình phải thắng chứ, tại mình còn lãnh thưởng nữa mà. Bây giờ xin hỏi các bạn chọn cái thùng nào? Vừa nãy là nhóm bên kia là đội nhóm số 2. Số 2 rồi. Mình chơi số 1 đi. Mình chơi số 3. Số 3 đi. Mình phải to hơn họ. To. Rồi số 3 nhá. Lên sang số 3. Ăn lẩu á, xong cả miếng ớt á. Không, mình nóng là cay. Mà cái nước này ngon đúng thật rồi, đấy. Cho nên là chị thấy mặt em bị chảy nền rồi đó em. Nhưng mà ngon nó kệ đi. Thưa quý vị, phải nói là hồi nãy á, hồi nãy chúng tôi ăn vòng 1 quý vị, màu đỏ thì ngon lắm. Và vòng này ngon gấp 10 lần nha. Thưa quý vị, là vòng thứ 3 chúng tôi sẽ có một cái vòng gọi là cũng là về màu nữa, màu sắc nữa. Rồi, màu đen nhé. Rồi, mời thức ăn màu đen. Clip nào. Thấm thoát mới đây thôi mà đã tới vòng thứ 3. Chỉ còn vòng này nữa thôi là tới vòng thứ 4 rồi. Đấy. Ngay mà. Chị đây chị thả lắm. Hách não. Thật là buồn nếu đội nào đó bỏ lỡ vòng thứ 3 đây đặc biệt là lạ và hấp dẫn với chủ đề các món ăn màu đen. Ủa? Màu đen là màu của quyền lực, trang trọng và huyền bí. Còn món ăn màu đen là món ăn có toàn màu đen. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với món chả đùm đen ơi là đen, ngon ơi là ngon. Cùng anh đầu bếp khám phá những nguyên liệu và cách chế biến của món chả đùm này nha. Cắt và băm hành tím. Cắt và băm thịt bò. Cắt và băm gan heo. Cắt và không băm trứng bách thảo. Cho pate, thịt bò, thịt heo, gan, hành tím, tiêu xanh, đường, muối, hạt nêm, nước mắm Colorman vào. Rồi trộn đều lên. Tiếp tục lấy mỡ chài trải lên miệng chén. Xếp trứng bách thảo vào. Đổ hỗn hợp chả đùm vào rồi đùm lại. Mang đi hấp trong khoảng 15 phút là đủ thời gian cho chả đùm chín. Tên 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 tên. Chả đùm tròn chỉnh, béo ngậy vị của trứng bách thảo. Thêm xíu mỡ hành và đậu phộng sắc lên trên. Dùng bánh tráng xúc ngay một miếng, đầy đủ mọi thành phần là vị giác của bạn chỉ có nước bay lên tận trời mây. Ăn xong đừng vội khẳng định không thể có món ăn màu đen nào có thể ngon hơn chả đùm này nha. Vì vẫn còn món chân vịt sốt nấm đông cô của anh đầu bếp còn đen và ngon hơn cả món chả đùm này luôn đó. Mang nấm đông cô đi ngâm cho mềm. Chân vịt sau khi được sơ chế sạch thì đổ hắc xì dầu vào rồi trộn đều. Đem chiên cho chín vàng. Tiếp đến trộn cải thìa sơ với nước sôi, rồi gấp bỏ vào nước đá lạnh để cải thìa được xanh giòn. Cho nước dừa, hoa hồi, thảo quả, thục địa và chân vịt chiên. Nấm đồng cô đã ngâm mềm, vào hầm trong 45 phút cho chân vịt thật mềm và thật thấm gia vị. Xếp cải thìa và chân vịt vào thố, rồi đổ nước hầm chân vịt vào là đã có thể thưởng thức ngay rồi. Món chân vịt mềm đến mức như tan ra trong miệng, ngọt thơm đủ vị của các loại thảo mộc, nấm đông cô dai dai, mềm mềm. Đảm bảo tộc trưởng và các khách mời sẽ đem lòng si mê món này cho mà xem. Tiếp theo sẽ là món cá mú hấp Hồng Kông. Đầu tiên vẫn là bước muôn thuở, đó là cắt hành tím. Bước tiếp theo lâu lâu mới có, đó là cắt gừng thành sợi mỏng. Khứa thịt cá từ bụng lên hai bên sườn, rồi trải thịt cá ra. Tiếp tục trải hành gừng, thêm hạt nêm, muối cho vừa ăn. Rồi đem cá đi hấp cho chín. Tiếp tục làm nước hấp cá nha. Cho nước dừa, hành, ngò, gừng, cà rốt, hành tây, dầu mè, dầu hào. Nấu lên cho tất cả các loại gia vị thấm vào với nhau. Rắc thêm tỏi phi, rồi phủ lên cá ngập tràn hành ngò.
trải thêm một chiếc lưới cà rốt nữa là xong. Thôi xong rồi, không được. Chủ đề món màu đen mà anh làm như vậy thì thành món màu đỏ với màu xanh rồi. Tháo hết xuống anh ơi. Như vậy mới đúng nè. Chào ơi, món cá mới đen làm sao? Thịt cá ngọt thơm, thêm nước Hồng Kông thơm lừng, đậm đà. Anh này trên đất nóng hổi, làm sao mà cưỡng lại nổi đây? Cuối cùng là món gà hơ mông nướng đất sét. Đây là một giống gà quý hiếm, có đặc điểm là thịt đen, xương đen. Hàm lượng mỡ trong thịt ít, thịt chắc và thơm ngon và bậc nhất trong các giống gà ở Việt Nam hiện nay. Làm nước sốt ướp gà nha. Cắt hành tím, lá chanh, thêm muối, đường, dầu hào, nước mắm cho vừa ăn. Xoa đều cho gia vị bám sâu vào thịt gà. Dùng giấy bạc cuốn kỹ gà lại. Rồi bọc nước sét bên ngoài. Mang bỏ vào lò nướng. Nướng trong 60 phút là gà đã chín rồi. Wow, nhìn mới thèm thuồng làm sao. Nhân lúc gà còn nóng hổi, xé một cái đùi, chấm vào muối ớt xanh, cắn một miếng. Chà chà, thịt gà săn chắc, dai ngọt. Da gà không hề có một chút mỡ nào luôn. Chắc là một người phải ăn nguyên một con gà này mới có thể thỏa mãn hết cơn thèm được luôn đó. Với những món ngon như thế này thì tổng trưởng ơi, hãy cảnh giác, vì chắc chắn hai đội chơi sẽ cố gắng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng nha tổng trưởng. Đó. Wow. Ngon á. Màu đen mà hấp dẫn quá anh. Đó. Em không ngờ màu đen có nhiều món vậy luôn. Còn màu đen còn nhiều món ngon như là giò heo hầm đậu đen hoặc là dựng dê hầm đậu đen. Vịt tim đó. Mày vịt tim à. Đó, một món còn có màu đen đó. Ngon lắm. Màu đỏ là phải đi với màu đen rồi. Hả? Đỏ là phải đi với màu đen là mới hợp. Thôi Huy ơi, đừng nói là tí nó thua quê lắm em. Thôi thì mình quyết tâm đi. Em quyết tâm. Vinh dự nhóm chị giúp chị. Quyết tâm, mình vẫn quyết tâm mà. Quyết tâm chiến thắng. Rồi, trò chơi lùa vịt sẽ tìm ra đội chiến thắng. Lùa vịt à? Thưa quý vị, sau đây là trò chơi bắt vịt. Đội nào bắt nhiều hơn thắng. Mình bắt lại nào. Chắc là biến hóa khôn lường rồi thì nó là riêng về bắt vịt bắt rắn rồi là Ly Kim Cương giỏi lắm. Vậy trời. Buộc lại nào. Buộc chuẩn nha. Không nên gian nha. Ê, buộc cái này nhắm mắt lại em sợ em ngủ luôn chậm rồi. Bắt vịt đi nào. Bắt rồi đấy, bắt đầu rồi đấy. Chơi với anh, em ơi. Ủa, bắt đầu chưa hả? Bắt đầu từ nãy giờ rồi. Ủa thế hả? Em yêu. Bên đây. Ủa con vịt phải kêu lên chứ em không nghe con vịt đâu hết. Nhưng mà em bắt con nào nó cũng kêu. Đi tìm vịt đi nào, bên trái này. Nam ơi đi thẳng. Quẹo trái Nam, quẹo trái. Trời không biết bên nào bên trái luôn. Ủa con vịt nó không kêu nó rồi. Đi kiếm vịt đi nào. Con vịt đi không thích đâu. Còn vịt kêu lắm. Có cách rồi. Ủa, bắt
được chưa? Bắt được chưa Nam? Cô xét. Sao rồi? Sao rồi? Không không nghe gì hết. Gì ghê vậy? Ở đâu vậy? Thật là em không biết bắt vịt đâu á. Không biết sao bắt luôn á. Ai vậy? Làm sao mà bắt được cá? Không thể nào mà bắt được. Ôi. Em mệt. Ê mà em không. Ủa mà sao nó không kêu ta? Vịt nằm đâu luôn á? Nó không kêu. Còn nhiều lắm. Ủa sét. Ủa sét rồi. Đó. Bắt được một con rồi hả? Ơ chưa. Em chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Không vịt nằm đâu luôn á. Không thể nào bắt được. Bắt dịch đi nào, bắt dịch đi nào. Okay. Bắt dịch đi nào. Rồi, rồi, rồi. Anh kỹ em, bắt dịch đi đâu đi em. Không làm gì đâu, kêu trả dữ vậy. Con vịt, con dịch kêu đúng giả luôn. Bắt dịch đi nào. Không kêu. Chạy đi, xe đời. Hey. Ủa sao nó không kêu ta? Ủa ai bắt được một con rồi ngồi vỗ 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 vậy? Ê. Ê. Mệt mỏi quá không biết con vịt nằm đâu luôn. Ê sao con vịt cao quá vậy? Ê. Ê. Không kêu ta, không kêu biết đâu mà bắt ta. Không biết nó ở đâu luôn á. Ủa hai đồng đội của mình đâu ta? Con vịt bên này kêu đúng giả luôn á trời. Hai đồng đội của mình đâu vậy nhỉ? Ơi, không không nghe thì thấy gì thì làm sao bắt nhờ? Mấy con vịt này lười kêu quá. Ôi, ai chơi ác quá nha. Ô sét ơi, bắt vịt đi. Nhưng mà vấn đề là không nghe thì nó không nghe nó kêu mà sao bắt ta? Đó là nó kêu. Quét quét. Ơi, em không biết con vịt nắm đâu hết trơn á. Quét 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 quét. Bên trái. Rồi, giờ. Gì đấy? Gì vậy? Cái gì vậy? Bắt được rồi hả? Chưa, còn nhiều lắm. Em bảo là bây giờ mình, em nghĩ mình phải hạ thấp cái trọng tâm xuống thì mình có thể. Alo. Chết rồi, em không biết con vịt ở đâu để bắt hết. Đồng đội tới đâu rồi nhỏ? Con nào luôn á. Em muốn bắt được con nào luôn nè. Đây đây đây. Mấy cái ông quay phim kêu chứ ai kêu. Trời ơi. Ủa, là không có vịt hả? Hình như vậy. Và nãy bỏ lên chơi xong bắt đi. Ê, cái gì? Hả? Ê, cái gì vậy? Hai con vịt. Cái này con vịt đâu? Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác đi. Ở đây con vịt đâu? Ai biết là nó kêu à, mà em kêu. Rồi, mở mắt ra nào. À, xong rồi anh. Cho cái nhỏ này không bao giờ mà thắng được luôn. Ủa? Ơ? Sao bắt người vậy? Mấy cái người đàn ông này không làm được trò chống gì hết. Tại vì bên kia hai con hả? Ôi! Really? Em nghĩ là bên này có sự hack. Thực ra là ba bạn ấy đã bắt cái máy dịch cách đây 15 phút rồi. Ừ. Bây giờ trước khi bước vào đại tiệc thì mời tất cả đi rửa tay giùm tôi ạ. Đây là những món ăn màu sắc là thiên về đen. Đội nào thắng nhỉ? Tụi em. Thua. Huê. Đội em phải phần tinh thần. Nhưng đội em bắt được một con mà đúng không? Đúng rồi. Đó, vậy... em bắt được hai con. Đó à. Thì vậy là suy ra bên đó được ăn hai phần, còn bên em được ăn một đúng, phần. Đúng, chính xác. Bên kia được ăn hai phần. Hợp lý chưa? Chưa à. Chúng ta ăn nào, ăn món đầu tiên. Mời cả nhà. Là chả được. Thơm mềm béo. Mời cả nhà nha. Cái mùi lông vịt đâu đây ta? Vừa mới bắt vịt xong chứ. Cái mùi hoàng gia đấy anh. Cái mùi đấy là mùi của những người chiến thắng nó vậy đấy anh. Nhất là em đấy. Chúng ta
ta chỉ có 4 món. Nhưng mà đầu bếp yêu thích quá nên tặng thêm 2 món nữa. Wow. Ủa? Vậy là món, 2 món này là cho đội thua nè. 2 món tặng thì chắc là ai ăn cũng được. Được. Chúng ta đồng nghiệp mà, đâu thể nào để ta mình ăn mà mình để ta nhìn hoài được. Rồi, tặng 2 món đó cho đội không thấy thắng. Yeah. Yeah. Hai món này, 2 món gì vậy ta? 2 món nào ta? Ghê. Yeah. Mà món đó gì anh? Hay là cái này, hay là cái này ổng chiên xong bị hư ổng mang ra luôn đây. Rồi có, đây là cá, đây là cá. Anh đi, người ta chơi đẹp màu đen mà. Ngon không ạ mọi người? Ngon ạ. Nè mọi người có thấy cái thịt ở trong nó trắng không? Món đó món gì vậy ta, tò mò. Món là cá, cá chiên bóng đêm. Còn cái kia, cái này là còn bóng đêm hơn đấy hả? Cái này bóng đêm không, nhưng mà mình ăn cái thịt ở trong không thì ok. Ấy, cái này bị cháy nhau các mọi người. Ăn ở trong thôi. Ê, hình như nó cháy thật đấy chứ không phải cháy ra đâu. Mọi người ạ, đây chỉ định nghĩa của món cá rán bóng đêm thật. Đó. Mùi vị sao, mùi vị sao? Hơi đắng đắng anh. Của người thua mà nên là nó à phải đặc hả? Biệt đấy. Dạ của người thua nên đặc biệt đó, người thắng đâu ăn đâu. Dạ thật sự đó chi bị cháy à. Biết ngay mà. Tại vì đầu bếp ghẹo chúng ta thôi. Sao đầu bếp ghẹo quan tâm tại vậy? Tại bên mình là xin nha, nãy đó là bên mình xin nha. Chúng tôi làm món này để trưng thôi mà bên mình xin nha. Đúng không? Có thể ăn ăn cái thịt bên trong vẫn ngon mà. À, vẫn ngon, vẫn ngon. Nhiều khi cái tinh bí nó nằm bên trong á. Đúng rồi, bên trong nó đã cháy đâu. Nhìn bé em mà ăn là tôi thích nhất luôn á. Ăn nhiệt tình, ăn cái nỗi không có người yêu mà. Có người yêu đó mà bạn giấu á. Ai mà gọi là xấu số quá hả? Không, mà giấu kỹ quá là tự bảo tìm không ra luôn á. Đấy, đấy, đấy. Bây giờ nè, em mà. Dạ. Thử giùm cái chương trình thử coi món này. Ok anh. Ăn thử đi. Tại em xin phép sẽ thử. Dễ thương quá trời. Thử cái chương trình này nha mọi người ơi. Rất mềm nha, nhìn là biết rất mềm nha. Đây, nước sốt rất là sạch nha mọi người. Đây nha mọi người, ăn nha. Ăn cái chờ trước, ăn cái chờ trước. Không có gì luôn. Không có gì luôn. Sốt rất là ngon. Mới kịp cảm nhận nước sốt thôi. Cái hương nấm đông cô này nó rất là ngọt ngào nha mọi người. Ngọt ngào nhá. Ok ok ok, ngọt không? Ngọt không? Ngọt không? Thôi anh những cái gì ngọt ngào là bọn em hưởng rồi, còn mọi người là đắng cay là dành cho mọi người. Nó làm cô thức xuất sắc luôn á mọi người, nó mềm nó đã. Đến gấp tròn, gấp tròn. Đây đây đây, đến gấp tròn, gấp tròn. Đấy. Tuyệt vời chưa? Để em lấy cái em gấp thêm cho mình. Chị cục với Huy. Ăn bổ dưỡng vào chứ đi diễn này nọ mệt lắm. Rồi, bây giờ mình ăn món tiếp theo là cái cá. Đây là cá mú chân trâu hấp hồng khô. Cá tươi nha mọi người, ăn đi nào. Mời cả nhà. Em nghĩ là cái này là ngon này, hợp với mọi người. Hay là em nếm thử không? Không, em nghĩ là mọi người nên nếm thử. Ăn cái này gọi là cạp đất đó. Giờ này mình khui cái con gà mình ăn đi chứ hả? Xé đùi đi nào. Em ma, xé đùi nào. Em xin phép cả nhà. Chấm thử coi ngon không nha. Muối tiêu nha mọi người. Thank you.
ăn được có xíu ngon. Dài quá. Mọi người thưởng thức đi nè. Mới tập riêng hơi mệt. Thưa quý vị, là đây là hai bạn mà ở nhà chắc là có gia đình bảo bọc từ nhỏ. Con cái nhà ai mà dễ thương cáo vậy. Nên không biết làm gì cả, ngoài cái việc ăn trong ngủ thôi. Nhưng mà một khi xảy ra được thì cực kỳ tuyệt vời. Đó, cái hương vị nó đã xứng đáng nhai mà nó dắt răng luôn đúng không? Không. Cái da rất ngon nha mọi người. Ngon ngon. Ăn thử miếng da, cái da giòn. Ngon, ăn nhiều vào, ăn nhiều vô nè. Ăn nhiều vào đi, ăn nhanh đi mọi người ơi. Mọi người đừng làm khách nha, đừng thương bọn em nha. Chung em ma có vẻ hơi dắt răng nhẹ rồi. Đổi qua thử miếng cá đi cho thay đổi con khổ. Thôi đổi vị một chút nào. Ơi là chuyện qua cá thôi. Bây giờ trả lời cho tôi biết, trong con cá này ăn cái gì ngon nhất? Cái mắt. Cái mắt đúng rồi, chính xác. Cái má. Cái gì? Cái má. Cái mắt đúng rồi, cái mắt ngon nhất. Ngon nhất là lòng. Em nghe cái má. Có nghĩa là cái bao tử. Có không anh? Có nè. Ừ, ngon. Nè, đây nè, rất là ngon luôn. Đây. Ồ. Tin anh đi, rất là ngon. Cái gì vậy hả? Bộ lòng cá đó. Bộ lòng mềm mềm đó. Đưa cho em đi tập trưởng. Wow. Ê, sao trông như bộ lòng gà ấy nhỉ? Ừ, ngon lắm. Giống lòng gà thiệt luôn á. Ờ, nhìn xuống bộ lòng gà ghê. Dạ, nó không hề giống à. Đây, cho Thủy ăn miếng đấy, em ăn miếng này lên đây. Thì bác mọi người đầy quá. Tại đồ ăn nhiều quá. Thưa quý vị, là vòng này là những ăn cũng rất là ngon. Và đầu bếp chế biến cũng công phu. Thế thì chúng ta đã ăn nhiều rồi. Vòng cuối cùng là vòng thứ tư. Thì chúng ta sẽ được bằng một món tráng miệng nước. Và kèm theo cái đồ rắn miệng đó là một câu chuyện chúng ta rất là ngưỡng mộ. Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm câu chuyện. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một gian hàng trà sữa của một bạn trai rất nghị lực có tên gọi là Tài Nguyên. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thiên Tài Nguyên, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang mở một quán trà sữa nhỏ trên đường 69 Trần Huy Liệu, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau 4 năm em vừa đi học vừa đi làm thì em có để dành được một ít tiền. Trước khi mở cái quán này em có làm thêm một cái quán làm được 5 tháng. Thì trong 5 tháng đó thì họ trả lương được cho em 2 tháng, còn 3 tháng thì họ giật mất lương của em luôn rồi. Cái động lực để cho em mở được cái quán như thế này thì em cũng muốn tạo ra một cái đồng tiền để riêng cho mình, hoặc là để dành dụm cho gia đình cũng yên tâm hơn. Với lại em cũng kiểu có một công ăn việc làm nó ổn định, nó chắc chắn hơn, không có kiểu như đi làm trước đó mà bị đuổi hoặc là bị giật lương như vậy nữa. Trước đó em vừa học vừa đi làm thì em học chuyên ngành marketing. Thì em vừa lấy cái ngành đó em áp dụng cho cái công việc hiện tại luôn. Là ví dụ như em thiết kế menu hoặc là viết content trên Facebook. Thì trong cái menu của em có những cái món đặc biệt với cái tên, những cái tên lạ như là trà vô phê hoặc là Việt Quốc ngủ chung với da ua, hoặc là trà tắc xí mứng, trà chanh xí mứng. Tại vì quán em ngay góc ngã tư á, nên em muốn là mọi người có thể nhìn vào cái menu họ thấy thu hút hơn, hoặc là thấy có gì đặc sắc hơn, nên kiểu như ấn tượng một lần đầu, lần sau có thể họ ghé lại. Từ khi mà em mở được cái quán như thế này thì em cũng thấy cuộc sống của em nó cũng tốt hơn trước. Có nhiều khách đến ủng hộ hơn, nhiều người cảm thấy kiểu nghị lực của em giống sống như vậy, thấy lạc quan, họ cũng kiểu họ tích cực hơn khi mà nhìn họ thấy em. Tôi xin giới thiệu, đây là gian hàng trà sữa phô mai trứng muối ngon tét nách. Trà sữa bắp chuẩn ngon, bốn vị ngon vẫn tét như thường. Đây, Tài Nguyên xin mời em qua đây ngồi luôn, ngồi ghế của anh luôn. Yeah. Đây là một bạn trẻ có một câu chuyện như này. Bạn ấy là một câu khuyến khuyết về tay, tức là sao bị cái này em?
Dạ, em bị từ nhỏ à sinh ra. Dạ đúng rồi. Thì đi làm việc á, đi nhận á, đi xin việc á, người ta cũng nhận chứ không phải là không em hả? Nhưng mà dạ, cái thời gian làm của mình nó không được lâu đúng không em? Dạ tầm khoảng chừng vài tháng à. Vì sao? Họ nói là mất khách của họ. Tào lao ai vậy? Tức là cái vẻ bề ngoài của mình làm người ta sợ hả? Hay là sao? Ý cái người mà đuổi mình á. Dạ thì lúc trước là em làm barista. À barista. Nhưng mà họ không có cho em làm thu ngân với phục vụ. Ừ. Mà thì trong một cái quán nước á thì phải support lẫn nhau. Đúng. Hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà cái hôm đó thì em đi ra em hỗ trợ bạn phục vụ. Ừ. Coi camera thấy á thì họ không hài lòng. Họ không hài lòng. Họ xong tới họ kêu là mất khách của họ. Quán nào để tụi anh biết lưu vô danh sách không giờ tới. Dạ, cái này em giấu. Quán anh hiện tại cũng đang cần rất là nhiều người để hỗ trợ anh. Dạ. Khi nào em không bán trà sữa nữa qua bên anh. Dạ. Anh có nhiều lắm. Mắc cơm. Hệ thống của anh có nhiều, từ quán cơm tới hải sản tới dê tới bò đầy đủ hết. Bây giờ chỉ thiếu trà sữa thôi. Đúng không? Mới mở dê chú 10 đây. Ừ. Ngon lắm đấy. Những cái này là cái mình học ở đâu hay là như thế nào? Dạ thì trà sữa của em hồi trước đó thì em học trong một cái quán em làm 3 năm liên tiếp. Thì em không làm nữa. Dạ, em mở tiệm riêng. Dĩ nhiên mình phải có chế thêm này kia. Dạ, đúng không? Rồi. Mình phải chế ra những món mới của mình chứ. Dạ đúng rồi. Thì em làm tổng cộng cũng 10 mấy quán á trong 4-5 năm. Vừa đi học vừa đi làm. Bây giờ thì làm chủ. Dạ. Bây giờ thưa quý vị, ai thích trà sữa và ai gọi là 69 Trần Huy Liệu. 69 Trần Huy Liệu, ai mà gọi là ngưỡng mộ về cái tinh thần cầu tiến của một người trẻ như thế này thì hãy đến 69 Trần Huy Liệu để ủng hộ. Tên quán. Dạ, quán em chợ Chiêu Sa Coffee ạ. Chiêu Sa. Nhưng mà anh có một cái có một cái góp ý nè. Trà sữa phô mai trứng muối ngon là được rồi, bỏ chữ tét nát được không? Bị uống xong đi bệnh viện kỳ lắm. Tại em nghĩ em ghi vậy thôi chứ em không biết là anh có ngon ra cái từ này là cái từ dân giả ở dưới miền Tây làm uống miếng rượu. Trời ơi, con ba nó mua cái rượu gì mà không tét nát. Đó, chứ tét cái khác thì cũng không nên. Bây giờ bắt đầu order nào. Cho em một ly trà sữa phô mai trứng muối ngon tét nát. Anh chị lại ship hàng giúp em nha. Phải thắng mới được order. Em tưởng đâu cái dòng này là bây giờ mà. Này trước tiên là làm cho anh 3 ly trà sữa phô mai trứng muối ngon tét đủ thứ. 3 ly trước. Dạ ngon. Rồi đây hai đội tất cả ly là bằng nhau. Tôi báo lịch xong tôi kêu bắt đầu làm liền nha. Phối hợp với nhau nha. Bây giờ thảy thật nhanh tay, từ thảy thật nhanh tay tháo ly và để ngửa trên bàn. 3, 2, 1 bắt đầu. Cái gì vậy? Xong. Sau đó làm lại như cũ. Rồi làm lại. Chưa, để ngửa hết nha, phải để ngửa hết nha. Rồi hết. Làm lại như cũ đi. Rồi. Đi xong trước. Bên đây xong trước. Ê lại coi thử ơi, nhìn thấp giận anh quá. Em lại coi đúng không? Sao anh coi xem là mình cứ coi thoải mái mà nhớ nè, nghệ sĩ này nó hay học nghề lắm nè. Đừng ăn cắp giặt nha. Nó học nghề đó anh, nó ăn cắp công thức của người ta. Ôi trời ơi. Trời ơi, đứng lên liền vậy đó. Nhưng mà đâu có 3 ly của em đâu. Em bưng thôi, ai biết muốn đâu mà. Em ơi, em làm liền 3 ly nó đầy đủ giúp chị nha. Bày. Bên đây. Đầy đủ nha. Chân trắng đi. Đầy đủ nha. Trời ơi, sao mà đau lòng thế này. Em đặt hàng. Tại Nguyên ngồi đây nè. Dạ, cho em gửi. Nguyên, em làm 3 ly thiệt luôn hả? Dạ, em làm nhiều quá, em làm không kịp.
Dạ, tại vì chương trình order 3 ly ạ. Đây là cái gọi là phần quà để kỷ niệm với chương trình. Cảm ơn tài nguyên đã xuất hiện. 69 cần huy liệu. Mời các bạn thử nè. Ê mọi người, mới vô nhìn tưởng cái bánh bánh là bông lan chín muối á. Ngon không? Ngon lắm luôn. Rồi luôn á. Rất béo. Ăn uống cái này mình xong chắc về tập. Ủa. Ghê không? Tết tết con không hạ ra xuống. Cái này đẹp năng lượng cho hình nãy bắt dịch. À. Ok không? Bé kia sao nó hút quả nó nói chuyện vậy? Ngon quá à. Quên ngon quá à. Phô mai nè mọi người, phô mai nha. Phô mai cũng cục cục luôn. Phô mai ăn một cục chạy 30 vòng nè. Ngon là được. Phô mai đâu có mập cưng. Phô mai không mập nha. Không, nhưng mà có cheese nữa mà. Không sao cả. Trà sữa chê cho bọn ăn uống miếng không anh? Mình sang chút nhờ. Xe. Ngon không? Dạ ngon. Cảm ơn Tài Nguyên đã đến với chương trình. Và chúc cho địa chỉ 69 của em càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn anh chị. Và cảm ơn ba bạn đến với chương trình. Chương trình chúng tôi sẽ kết thúc. Làm thêm ba cốc nữa đi. Thôi cho thêm ba cốc nữa đi ha. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu vui quà thưởng nè. Hồi nãy mình số mấy? Số 3. Mình số 1, số 2 đúng không? Số 2. Mình thắng 2 vòng là 2 số. Hồi nào mới lại số 1. Xem nè, trong cái hộp có gì nè. Ngon. Con số gì đây? Dữ thần. Đây là số 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ui xồi. Cuối năm. Ôi xịt quá nhờ. Chả quá ta. Ông nhìn xuống nem chua chị. Ừ, nem chua. Xem mình được cái gì rồi nhá. Trời ơi, bỏ cái lá chuối chi. Cái này giống cái bản đồ đi tìm kho báu gì ơi. 8 triệu đồng. Wow. 9 triệu đồng chúng ta nhận được. 9 triệu đồng. Có nghĩa là đội mình chỉ còn 1 triệu đồng mà thôi. Ủa hả? Tổng giải thưởng là 10 triệu đồng, chúng ta được 9 triệu. Quá buồn. Tại vì mình thắng có một vòng mà. Thôi thế là cũng được rồi. Có 1 triệu, 3 đứa chỉ muốn được 330 nghìn. Sao, lát sẽ ra về với 3 ly trà sữa. Vậy là đúng rồi, đúng rồi, 3 sữa. Còn bây giờ lúc chúng tôi trao quà cho họ. Thưa quý vị, xin mời. Thưa quý vị, đây phần quà dành cho đội Trái Quốc 1 triệu đồng. Đội chúng ta 9 triệu đồng, xin chúc mừng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết thúc chương trình bằng một bữa tiệc trà sữa phô mai trứng muối. Quý vị hãy nhớ là chương trình chúng tôi là do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Colorman đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Yo. Thưa quý vị, thánh súng bây giờ đã trở thành thánh sứ rồi. Nếu mà nói về sứ thì ở đây không phải một người. Tự nhiên nói xong cái tém môi lại liền luôn á. Không nhăn nhó, mình vui chứ nhăn nhó gì. Có gì đâu quạo, có gì đâu quạo em. Nghe anh hỏi chịu không chịu thôi, mắc gì quạo. Ủa em đang quạo hả? Ủa cái này mình ăn xong chưa vậy mấy anh chị? Chưa em, chưa, tụi anh mới khai vị vậy bé. Để nào anh chị dọn vô thì để biết xong. Ăn chay mà sao cái tính gì mà kỳ vậy, giấu hết đồ ăn của người ta à. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.